tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội cốm Dương Quỳ năm 2024. Xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý, nhân dân và du khách sức khỏe, hạnh phúc, có những ngày trải nghiệm thú vị tại mảnh đất Dương Quỳ thân yêu. Xin trân trọng cảm ơn. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn mời video tiếp theo của Thành Quang Tây Bắc. Bây giờ là buổi tối ngày 12 tại Dương Quỳ, Văn Bản, Lào Cai. Bây giờ đến khai mạc của Dương Quỳ. Và rất có rất mọi người rất đông vào đây rồi. Giờ chắc không thể chen nổi. Năm nay cũng đông đấy. Năm nay quá là đông rồi. Hello, ai đây nhỉ? Ăn cốm đi à? Ăn thử à? Thử đi, cốm cho mình. Thơm dẻo nhỉ? Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Rất đông vui. Lâu lắm rồi không có cảm giác như này. Tôi ngộ không kìa. Có rất nhiều bạn trẻ đang chơi trò đu. Đây. Đây quay cháu lên này. Quý vị thân mến, chương trình lễ hội cốm Dương Quỳ năm 2024, lễ hội cốm Dương Quỳ năm 2024 với chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Văn Bản nói chung và xã Dương Quỳ nói riêng. Quảng diễn ở Đường Phố trong 2 ngày 12-13 tháng 10 năm 2024
vào lúc 15:30 đến 17:00. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực vào lúc rất đông mọi người làm tập trung về đây. Hơi hơi à, các bạn sẽ chật kín hơn mọi người ạ. Sân khấu lễ hội với các hoạt động. Thi giã vũ lễ truyền thống, thi ẩm thực, hoạt động thi dân vũ sẽ bắt đầu từ 15:30 ngày 13 tháng 10 năm 2024. Các hoạt động thể thao diễn ra lúc 8:00 ngày 12 tháng 10 năm 2024 với các hoạt động như giải chạy với chủ đề chạy trên biển vàng, các môn thi đấu thể thao như kéo co, đẩy gậy, cùng năng lượng các trò chơi dân gian. Quý vị thân mến, chương trình lễ hội cúng Xương Quỳ năm 2024 với chủ đề Sắc Vàng Hương Cốm diễn ra từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 10 năm 2024 với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như khai mạc lễ hội cúng Xương Quỳ năm 2024 với chương trình nghệ thuật mang đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Văn Bàn nói chung và xã Xương Quỳ nói riêng, còn diễn lễ hội đường phố trong I'm not afraid.
được bắt đầu ngay sau đây. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách sẽ cùng ổn định tổ chức để chương trình chính thức được diễn ra. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời toàn thể quý vị.
nồng nhiệt chào mừng các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách thập phương đã về đây tham dự lễ hội cúng Dương Quỳ năm 2024 ngày hôm nay. Kính thưa quý vị vừa thưởng thức tác phẩm Sắc Cúng Dương Quỳ do nhạc sĩ Phạm Công, Đinh Việt Dũng sáng tác, biên đạo nghệ sĩ Xuân Hạnh, với phần thể hiện của tập thể nghệ sĩ diễn viên Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Lào Cai và các nghệ nhân biểu diễn. Một lần nữa xin quý vị cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng du khách, hôm nay trên miền đất nghĩa tình, miền đất của những điệu khắp cầu nôm, những nụ cười tươi vui đón khách. Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Bàn, sự phối hợp của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hỗ trợ Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, sự giúp đỡ của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai, các ban ngành, đoàn thể của huyện, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Dương Quỳ hân hoan tổ chức khai mạc lễ hội cốm Dương Quỳ năm 2024 với chủ đề Sắc vàng hương cốm. Đến dự với lễ hội hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu. Về phía đại biểu huyện Văn Bàn, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Anh Chuyên, Ủy viên Ban chấp hành tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Văn Bàn. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thị Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, trưởng các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạo các sở, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, xin nhiệt liệt chào mừng. Về phía đại biểu các đơn vị, địa phương kết nghĩa, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Quốc Vương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Phú Nhuận, đơn vị kết nghĩa, xin nhiệt liệt chào đón. Xin được trân trọng giới thiệu đại diện các doanh nghiệp là các đơn vị nhà tài trợ. Xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thu Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Đông Nam Á. Xin nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Việt Phong, trưởng đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai, đơn vị thực hiện và trực tiếp giúp đỡ chương trình lễ hội. Xin trân trọng giới thiệu đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cộng lực. Xin trân trọng giới thiệu Công ty Cổ phần Thăng Long Trường Pháp. Không thấy ai cả. Xin trân trọng giới thiệu Công ty Cổ phần Thủy điện Họp Dưới. Xin trân trọng giới thiệu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quốc Đạt. Trọng giới thiệu đại diện của Điện máy Tuấn Anh. Xin trân trọng giới thiệu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phúc Bình. Xin trân trọng giới thiệu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Tự Lập. Và xin được trân trọng giới thiệu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Cấp nước Lào Cai. Tới tham dự khai mạc lễ hội cúng hôm nay còn có đông đảo nhân dân và du khách thập phương, một lần nữa xin được nhiệt liệt chào mừng. Và một lần nữa chúng tôi xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện của các quý vị đại biểu, đại diện các cơ quan, ban ngành cấp huyện, các vị khách quý, đông đảo các nhà báo, các cơ quan thông tin báo chí, các nghệ nhân, nghệ sĩ. Sau đây xin được kính mời ông Hà Mạnh Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dương Quỳ, trưởng ban tổ chức lễ hội, lên sân khấu phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Bí thư Huyện ủy Văn Bàn, kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, hôm nay
trên mảnh đất Mường Chăn tươi đẹp, giàu truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Ủy ban xã Dương Quỳ long trọng tổ chức lễ hội cốm Dương Quỳ với chủ đề sắc vàng hương cốm. Đây là một trong những sự kiện quan trọng được tổ chức thường niên hướng tới sản phẩm văn hóa, du lịch cộng đồng. Sự kiện năm nay có gắn với phiên chợ văn hóa, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng cao, vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin được nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, nhân dân và du khách thập phương đã có mặt trong lễ khai mạc hôm nay. Lời chúc sức khỏe, chúc lễ khai mạc thành công rực rỡ. Kính thưa toàn thể quý vị, xã Dương Quỳ ngày nay có tên gọi khác là Mường Chăn, tức Mường Đẹp. Theo phong tục từ cứ tháng 9 âm lịch hàng năm, khi bước vào mùa thu hoạch lúa chín, đồng bào dân tộc bày tỏ lòng biết ơn hạt thóc của trời đất ban cho, đồng thời dâng lên tổ tiên những mâm lễ làm từ cốm, cầu cho mùa màng bội thu, cuộc sống sung túc đầy đủ. Mùa cốm cũng là dịp để người dân trong bản, trong vùng gặp gỡ giao lưu văn hóa, thể hiện tinh thần đoàn kết của năm dân tộc anh em, dân tộc Tày, dân tộc Thái, dân tộc Kinh, dân tộc Giao, dân tộc Xa Phó trên địa bàn. Mỗi dân tộc có một sắc màu văn hóa riêng, tạo nét bản sắc dân tộc lung linh đa sắc màu. Từ năm 2022 đến nay, lễ hội cốm Dương Quỳ được tổ chức thường niên vào tháng 9 âm lịch, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương đến trải nghiệm những nét độc đáo của văn hóa ẩm thực, những trò chơi dân gian cuốn hút, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những cô gái Tày, gái Thái với những chiếc áo chàm, áo cóm, khăn piêu, yêu kiều, duyên dáng, ngây ngất điệu xòe, điệu hát lôm, say đắm lòng người. Đến với lễ hội cốm Dương Quỳ năm nay, nhân dân và du khách thập phương sẽ được thưởng lãm không gian văn hóa rực rỡ sắc màu của ngày hội, các khối biểu diễu hành với đại diện của năm dân tộc và khối công nông binh, các gian hàng trưng bày giới thiệu quảng bá về đất và người Văn Bàn, phiên chợ văn hóa với sản phẩm nông nghiệp phong phú của các vùng miền, ẩm thực đặc trưng của các dân tộc, trang phục truyền thống đa dạng sắc màu của xã và các xã trong huyện đan xen trong suốt chương trình, và là các hội thi, các cuộc giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao. Đặc biệt, du khách sẽ được trải nghiệm đã cốm và các sản phẩm từ cốm, trải nghiệm không gian văn hóa nhà sàn của người đồng bào dân tộc này. Hàng đêm là các chương trình văn nghệ thuật đặc sắc, lửa trại với phòng xòe truyền thống, những điệu nhảy hiện đại sẽ mang đến cho nhân dân và du khách đêm hội tràn ngập niềm vui ấm áp tình người. Và sự hiện diện của nhân dân và du khách thập phương trong lễ hội cốm năm nay sẽ là niềm vui, niềm hạnh, vinh hạnh của nhân dân các dân tộc xã Dương Quỳ, là một động lực tiếp thêm ngọn lửa đam mê, tinh thần nhiệt huyết cho đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Dương Quỳ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, phấn đấu xây dựng xã Dương Quỳ là trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại, du lịch của phía Tây huyện Văn Bàn. Ban tổ chức hy vọng rằng Dương Quỳ sẽ là điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc văn hóa, hấp dẫn trong lòng du khách gần xa trong hành trình khám phá Tây Bắc. Với những nội dung ý nghĩa quan trọng đó, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội cốm Dương Quỳ năm 2024. Xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý, nhân dân và du khách sức khỏe, hạnh phúc, có những ngày trải nghiệm thú vị tại mảnh đất Dương Quỳ thân yêu. Xin trân trọng cảm ơn. Ông Hà Mạnh Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dương Quỳ, trưởng ban tổ chức lễ hội. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông La Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Dương Quỳ sẽ lên đánh trống khai hội. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
xin được trân trọng cảm ơn ông La Xuân Thắm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Quỳ với mặt trống khai hội vô cùng tưng bừng. Và xin quý vị hãy cùng nổ một tràng hoa tay thật lớn hơn nơi để cùng cảm ơn và chúc mừng. Kính thưa quý vị, chương trình khai mạc lễ hội cúm Dương Quỳ năm 2024 với chủ đề Sắc vàng hương cúm. Chỉ đạo nội dung, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Bàn. Chỉ đạo thực hiện, Ủy ban Nhân dân xã Dương Quỳ. Chỉ đạo nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Việt Phong, trưởng đoàn Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai. Kịch bản, Đăng Quang, Nông Mạnh Kiểm. Đạo diễn Xuân Hạnh. Biên đạo Xuân Hạnh, Mạnh Thắng, Kim Thoa. Âm nhạc Phạm Công, Minh Huân. Kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, sân khấu Thành Quý, Hải Hùng, Văn Hành, Sần Phong, Tuấn Anh. Kính thưa quý vị, Văn Bàn là huyện vùng cao nằm ở phía nam của tỉnh Lào Cai, vùng thung lũng giữa hai dãy núi Hoàng Liên Sơn và núi Con Voi. Đến với Văn Bàn là đến với miền đất anh hùng, có truyền thống lịch sử cách mạng kiên cường, là nơi có nền văn hóa lâu đời cùng với sự sinh sống của 11 dân tộc anh em. Người Văn Bàn nói chung và Dương Quỳ nói riêng rất mộc mạc, chân tình, đằm thắm làm say lòng người với những điệu khấp, câu nôm. Trong những năm qua, cùng với sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Dương Quỳ luôn đoàn kết, đồng lòng, hăng hái thi đua, đẩy mạnh lao động, sản xuất, nâng cao hiệu quả các nguồn vốn trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, cải thiện cuộc sống ngày thêm ấm no, hạnh phúc. Nơi đây còn ẩn chứa trong mình những di sản dân vũ, dân nhạc, dân gian làm lay động lòng người. Theo chương trình, xin trân trọng kính mời quý vị cùng đến với chùm các tác phẩm Múa Diệt Mây, âm nhạc nghệ sĩ ưu tú Mạnh Tiến, biên đạo múa nghệ sĩ nhân dân Kiều Lê, biểu diễn Minh Đức, biên đạo múa nghệ sĩ nhân dân Kiều Lê, biểu diễn Tốc Nam Nữ Múa. Hát Then Đường Về Bản Em, sáng tác Đàm Thanh, biểu diễn Tốc Ca Nam Nữ, đội văn nghệ xã Dương Quỳ. Tiếp mục múa Tiếng Chuông Gọi Bạn, âm nhạc nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải, biên đạo nghệ sĩ nhân dân Hữu Từ. Độc tấu sáo Tình Ca Tây Bắc, biểu diễn Mai Anh. Và tiết mục hát múa Văn Bàn Một Tình Yêu, sáng tác Hoàng Chiến, biên đạo Ngọc Quỳnh, biểu diễn Tuyết Nhung cùng Tốt Nam Nữ Múa. Ngay sau đây, xin quý vị hãy cùng dành một tràng hoa tay thật lớn để cùng thưởng thức. Xin mời. Thank you.
Ai soi đèn đấy nhỉ? Nâng ra đứng sau rồi. Nâng ra đằng sau rồi. Thank you.
đơn vị những người kìa. Lúc cưới bây giờ thì chưa và Dương Quỳ. Sau này là hát then đoàn Dương Quỳ. Đường cái quan dẫn tới bàn em, đường lá
dài núi biên, từng bầy chim lượn ngon yêu lo. Thank you.
sĩ không chuyên đến từ xã Dương Quỳ. Và một lần nữa, với tất cả những phần trình diễn vô cùng tuyệt vời vừa rồi, quý vị có thể dành tặng cho các nghệ sĩ của chúng tôi một tràng vỗ tay lớn hơn nữa để cảm ơn được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, Dương Quỳ hôm nay đang vươn lên mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ trong mình những nét văn hóa dân gian, dân tộc đặc sắc và độc đáo như những bông hoa của núi rừng. Những bản làng nằm ẩn mình trong làn sương bằng lặng khi tiết trời mát mẻ của mùa thu tràn về. Núi Gia Lan sừng sững biểu tượng cho tinh thần đoàn kết của nhân dân. Các dân tộc xây dựng một Dương Quỳ ngày càng ấm no, hạnh phúc, phát triển giàu đẹp và văn minh. Và ngay sau đây, xin trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng tiếp tục thưởng thức các tiết mục. Ca khúc Tổ quốc yêu thương, sáng tác Hồ Bắc, biểu diễn Đình Phong cùng Top Vocal. Một lần nữa xin được kính chúc quý vị cùng du khách sức khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Và quý vị thân mến, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu sẽ di chuyển về khu vực đốt lửa trại để châm ngọn lửa cùng nối vòng tay đại đoàn kết. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Anh Chuyên, Bí thư Huyện ủy huyện Văn Bàn. Trân trọng kính mời đồng chí Trần Thị Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lương Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Xin trân trọng kính mời đồng chí La Xuân Thắm, Bí thư Đảng bộ xã Dương Quỳ. Và trân trọng kính mời đồng chí Hà Mạnh Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dương Quỳ. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Và xin mời tất cả các quý vị đại biểu quý vị cùng nhân dân và dân nước, chúng ta sẽ cùng tập trung về khu vực lường trại ở bên dưới đang cháy to được. Sẽ đến với phần hết sức ý nghĩa và tuyệt vời. Xin trân trọng cảm ơn. Thôi chắc là bên dưới nó mới bùng lên được. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời ban tổ chức.